Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Lùng, sinh năm 1989, cư ngụ khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lùng đã giả danh là cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Cà Mau để lừa đảo tiền của nhân dân. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, để tạo lòng tin với người dân, Phạm Thị Lùng giới thiệu tên Phạm Kim Liền, cấp bậc thượng quý, công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, quen biết nhiều người và đang kẹt vốn để kinh doanh mua bán và đề cập muốn vay mượn tiền. Tin tưởng một số người quen đã cho Lùng mượn rất nhiều lần, với số tiền 1,1 tỷ đồng, sau đó Lùng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân. Sau khi công bố các quyết định, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Thị Lùng, thu giữ một số tang vật nghi vấn có liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo những ai là bị hại của Phạm Thị Lùng hãy đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.